Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1, công an thành phố Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung trên đường Pasteur, phường Bình Thọ. Trong lúc xây dựng nhà hàng tại phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, 4 công nhân bị rơi xuống đất, hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng mùng 8 tháng 1, các công nhân đang thi công sửa chữa nhà hàng Kim Dung ở trên cao thì bất ngờ giàn giáo đổ sập. Tai nạn khiến bốn người rơi xuống đất trong đó hai người tử vong, hai người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là một thợ xây 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và một người 38 tuổi, quê Kiên Giang. Hai người bị thương đang điều trị ở bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Đại diện nhà hàng cho biết đang cố gắng hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng và chăm lo người bị thương. Hiện công trình được che bạt xung quanh, cột bê tông ở tầng 5 bị gãy bên cạnh nhiều thanh sắt dàn giáo cong vênh. Vị trí sập cách mặt đất chừng 20 mét xung quanh công trình đang căng bạt tạm ngưng thi công nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra